Xin chào mừng các bạn đã đến với video này. Hôm nay thì chúng ta có một cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế này. Ví dụ như là chúng ta có rất là nhiều sheet, ví dụ như là từ sheet số 1 cho đến sheet số 5 như các bạn nhìn thấy. Và ở cột A từ OA1 cho đến OA10 thì đều có những cái con số. Và làm thế nào để chúng ta cùng nhau tính tổng được tất cả như thế này? Và cách đầu tiên thì có thể là chúng ta sẽ tính tổng toàn bộ bằng cách là đặt một cái công thức vào cột B. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm sum và tính tổng như thế này. Bấm Enter một cái và chúng ta sẽ lặp lại cái công thức này cho toàn bộ những cái sheet tiếp theo. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Chúng ta copy vào từng sheet như thế này. Và cuối cùng thì ở cái sheet tổng hợp, ở cái bảng tính tổng hợp thì chúng ta lại sử dụng một cái công thức. Ví dụ như là cái bảng tính số 6 của chúng ta là cái bảng tính tổng hợp thì chúng ta lại đánh một cái công thức ở B, đó là chúng ta lại phải bấm sum một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi từng cái bảng tính thứ nhất, ví dụ như là sheet 1 chẳng hạn, bằng sum mở ngoặc ra sheet 1 chấm than B1 phẩy sheet 2 chấm than B2, vân vân như vậy. Và cái điều này thì nó rất là mất thời gian. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tính nhanh được tổng của toàn bộ những con số ở trong cột A cho các sheet từ 1 cho đến 5, kể cả sheet 6 đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có một cái công thức, mình sẽ phóng to lên cho các bạn nhìn rõ. Công thức này thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng hàm sum như bình thường, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng dấu tích như thế này với cả một dấu sao, sau đó đóng tích lại dấu chấm than. Và chúng ta biết ở cột đó là cột A, thế nên chúng ta sẽ viết A chia A như thế này rồi bấm Enter. Và khi các bạn bấm như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái điều mà chúng ta đang mong chờ, là từ sheet số 1 cho đến sheet số 5 cột A chúng ta đã tính được tổng một cách rất là đơn giản. Nhắc lại một lần nữa thì công thức này chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là bấm vào hàm sum, sử dụng dấu tích như thế này, sao dấu tích lại chấm than A 2 chấm A. Và các bạn với công thức này các bạn có thể tính tổng được tất cả của một vùng ở trong tất cả các cái bảng tính của chúng ta như thế này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.